Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm dầu gội đen tóc Galisoft do dược phẩm Amepro sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về dầu gội đen tóc galishop cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm dầu gội đen tóc galishop có thành phần là dịch chiết nhân sâm, Purified Natri Lauryl, dịch chiết hà thủ ô, linh chi, ừng, bạch quả. Dầu gội đen tóc galishop được bào chế dưới dạng gói. Dầu gội đen tóc Galisop mang lại cho người dùng công dụng làm đen tóc tự nhiên, giúp dưỡng tóc phục hồi tóc và làm cho tóc mềm mượt, bóng đẹp tự nhiên. Cách dùng, bước 1, đeo găng tay vào trước khi gội. Bước 2, để tóc khô lấy toàn bộ dầu trong gói 1 và gói 2 trộn với nhau và xoa đều lên tóc như dầu gội bình thường massage. Nhẹ nhàng trên da dầu bằng đầu ngón tay để dầu thấm sâu vào từng chân tóc, đặc biệt những chỗ trắng nhiều. Massage đến khi tóc chuyển sang màu đen thì để thêm 5 đến 10 phút, sau đó xả lại bằng nước sạch. Bước 3, lấy toàn bộ dầu trong gói số 3, gói dưỡng tóc, massage đều lên tóc rồi xả lại bằng nước sạch. Chống chỉ định khi sử dụng dầu gội đen tóc Galisop, không sử dụng cho bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào có trong sản phẩm. Không dùng cho người nấm da đầu, da đầu bị tổn thương và chảy xước. Phụ nữ có thi. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm dầu gội đen tóc Galishop, đồng thời biết cách sử dụng dầu gội đen tóc Galishop sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham